cha được đề nghị án treo các con yêu cầu bỏ tù. Đại diện viện kiểm sát đề nghị bị cáo mất án 9 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo với lý do bị cáo lớn tuổi sức khỏe yếu, nhưng các con bị cáo lại phản bác yêu cầu bỏ tù người cha. Ngày 4 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án cố ý gây thương tích mà bị cáo là người cha 84 tuổi được tại ngoại còn bị hại là vợ chồng người con trai con gái cùng người yêu của cô này nhận thấy đôi bên có mâu thuẫn lớn nên tòa đã nhờ lực lượng hỗ trợ tư pháp ở phiên tòa hình sự bên cạnh sang bảo vệ phiên tòa bị cáo tóc bạc phơ lưng còng tay chống gậy lê từng bước khó nhọc đến trước vành móng ngựa vì lý do sức khỏe nên bị cáo được ngồi để trả lời hội đồng xét xử bi kịch gia đình từ tranh chấp đất Nội dung vụ án được tóm tắt như sau, vì có mâu thuẫn tranh chấp với vợ chồng con trai tên Hát và người con gái Úc M, nên ngày 28 tháng 11 năm 2016, khi chị Úc M thuê người đến xây dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp, thì người cha đã ngăn cản dẫn đến cử cãi. Lúc này vợ chồng anh Hát cũng có mặt và có mời công an phường đến giải quyết. Người cha cũng gọi điện thoại cho người con trai khác tên G về nhà khi đến nơi g dùng thanh kim loại tấn công vợ chồng anh hát và được mọi người can ngăn trong khi lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc thấy nhiều người quay quanh con trai g người cha đã dùng dao tấn công gây thương tích cho người yêu chị út m và vợ chồng anh hát sau đó vụ án được khởi tố theo yêu cầu của những người con này tại tòa khi được hỏi tại sao lại dùng dao đâm các con của mình bị cáo cho biết tụi nó đàn áp tôi quá nên tôi phải tự vệ, qua trúng ai thì người đó chịu, chứ tôi không biết là trúng ai nữa. Đề nghị sửa tù giam cha. Gia. Khi vị chủ tòa hỏi các bị hại có yêu cầu xử bị cáo như thế nào, có xin nhẹ tội cho bị cáo không, dù gì cũng là cha con với nhau, anh hát trả lời, hôm đó tôi nghĩ ổng là ông già nên không đụng đến ổng. Tôi không có yêu cầu gì, chỉ mong tòa xử đúng pháp luật, và buộc ổng bồi thường tiền thuốc điều trị và tổn hại tinh thần, thu nhập cá nhân 150 triệu đồng. Cáo bị hại khác cũng yêu cầu xử bị cáo đúng pháp luật. Nghe đến đây bị cáo cha lặng người, co rúm trước vành móng ngựa, nhận thấy bị cáo có vẻ hoang mang, sức khỏe không tốt, nên tòa tạm dừng phiên tòa để bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe. Trong lúc này thì phía bị hại và các người con còn lại của bị cáo lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn xô sát nhau. Hai bên chửi bới, mạt sát lẫn nhau, buộc tòa phải yêu cầu lực lượng cảnh sát 113 đến can ngăn, bảo vệ phiên tòa. Đại diện viện kiểm sát đề nghị bị cáo mất án 9 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo với lý do bị cáo lớn tuổi, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, các bị hại lại phản bác không đồng ý cho cha được hưởng án treo mà yêu cầu bỏ tù người cha. Viện kiểm sát đề nghị cho ổng hưởng án treo tôi không đồng ý. Ông đã dùng hung khí nguy hiểm tấn con vợ chồng tôi thương tích. Ông già nhưng còn rất mênh mẫn. Tôi đề nghị tòa xử ổng theo đúng pháp luật. Tiền bồi thường có thể tôi không lấy một đồng nào nhưng phải xử ổng đúng pháp luật. Con trai bị cáo đồng thời cũng là bị hại nêu ý kiến. Cuối cùng, tòa cho rằng bị cáo đã gây thương tích cho nhiều người. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Nhân xét bị cáo lớn tuổi thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nên phạt bị cáo 3 tháng tù. Riêng về phần yêu cầu bồi thường của bị hại, tòa chỉ chấp nhận yêu cầu bồi thường của các bị hại về phần tiền điều trị thuốc men tổng số tiền 7 triệu đồng.